Em Trực, chuyên nhà đất, vùng viên Nha Trang xin kính chào tất cả các quý anh chị. Thì hiện tại là em Trực đang có mặt tại xã Dương Xuân, huyện Dương Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và trong video này thì em Trực sẽ review một căn nhà nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 8, tuyến đường kết nối từ huyện Dương Khánh đi tới là huyện Khánh Vĩnh nha anh chị. Và cũng là tuyến đường liên tỉnh đi tới được là tỉnh Đắk Lắk và đi về tới được là thị trấn Ninh Hòa. Và giá bán của căn nhà này là 3 triệu rưỡi một mét vuông, cho tổng diện tích là 1.988 m, và sau khi mà trừ quy hoạch giao thông thì còn lại là 1.688 m nha anh chị. Và sau khi mà em Trực đi khảo sát về một vòng thì em Trực nhận thấy là ở vị trí này phù hợp cho hai sự lựa chọn, chính là một là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng vì diện tích lên tới là 1.988 m, thứ hai là mình làm kho xưởng. Chiều ngang của ngôi nhà mình nó lên tới là 14,7 m nha anh chị, nửa hậu là 31,5 m và chiều dài là 80 m. Ở đây trên đất hiện tại là đang trồng vài một cây ăn trái như trên hình vẽ anh chị thấy. Và bây giờ thì em Trực sẽ đi ra mặt tiền của ngôi nhà này ngay đường tỉnh lộ 8 á, quay vào trong căn nhà cho anh chị nhà mình sẽ hình dung được là toàn bộ căn nhà này nha. Đây anh chị, đây chính là mặt trước của ngôi nhà mình nha. Như anh chị nhà mình thấy là chủ họ đã xây toàn bộ hàng đá táp lô á xung quanh ngôi nhà mình luôn. Đó, thì mặt trước của căn nhà mình á là 14,7 m. Đó, xây nguyên hàng đá táp lô luôn. Cao khoảng chừng là hơn 1,5 m đó anh chị. Đó, thì ở đây là điện nước đầy đủ nha anh chị ha. Và mặt tiền đường tỉnh lộ 8 này đường nhựa, đường hiện trạng rộng là 13 m, sau khi quy hoạch mở rộng á thì lên tới 42 m nha anh chị. Thì diện tích của ngôi nhà mình thì còn lại là 1.688 m, trong đó có 200 m thổ cư. Hướng nhà mình là hướng tây nam nha anh chị ha. Và đi theo hướng này là mình sẽ đi về được tới là xã Dương Lâm, Dương Phước, Dương Thọ và đi về tới trung tâm thành phố Nha Trang mình. Thì cách địa phận thành phố Nha Trang mình á là 20 km, và đi xuống biển luôn á là thêm 9 km nữa nha anh chị. Đó, là tầm là 29 km. Và còn cái hướng ngược lại này thì mình sẽ đi tới được là trung tâm của xã Dương Xuân. Và lô đất mình có vị trí tại là xã Dương Xuân, huyện Dương Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Cách chợ đất sét của xã Dương Xuân là 2,4 km. Và bên cạnh này như anh chị mình thấy ở chỗ hướng này là hướng cho em Trực á là chợ là trường trung học Đinh Bộ Lĩnh nha anh chị. Và bên cạnh ngôi nhà mình thì có một ngôi chùa, đó chùa của người dân tự phát thôi nha anh chị ha. Đó, và vị trí này thì như đầu video anh Trực nói là phù hợp cho anh chị nào mà thứ nhất á là làm nhà xưởng kho bãi, thứ hai là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng vì diện tích rộng lên tới là 1.988 m. Đó, ở đây thì như anh chị mình thấy là chủ họ đã đổ miếng đan đó, để bắt que để xem anh chị về. Vì ở trước mình có một cái mương thoát nước này anh chị, mương thoát nước này đó, như anh chị mình thấy là mương thoát nước ở đây ha. Điện nước đầy đủ đó. Phía xe kia chính là trường Đinh Bộ Lĩnh nha anh chị ha. Đi lên một đoạn như nữa em Trực nói đi tới là chợ Dương Xuân, ngay trung tâm của xã Dương Xuân luôn đó. Thì ngay đó có ủy ban nè, trường học, trạm y tế nè, và ở đây có hai khu sinh thái nghỉ dưỡng ở đây. Đây là bên trong cái căn nhà mình. Thì vừa nhà vừa đất thì em Trực chia ra là 3 triệu rưỡi một mét vuông, tương đương là 6 tỷ. Thì nó phù hợp cho những anh chị này mà có tài chính lớn. Một là làm mình kho bãi nhà xưởng, hai là làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Ở bên trong phía trước căn nhà mình nó chính là căn nhà gỗ nha anh chị. Chủ họ đều co lại, làm lại rất lâu rồi. Đó, nhà cũ mức độ sử dụng như em Trực đi khảo sát một vòng chỉ còn lại là 50% thôi. Đất mình đây rất là bằng phẳng luôn anh chị ha, rất bằng phẳng luôn. Hiện tại thì trên đất đang là trồng vài cây ăn trái như anh chị mình thấy á, là cái dừa nè, cây mít nè, cây xoài, hay là cái vài cây vú sữa nè. Đó, thế đất khá là bằng phẳng. Ở đây anh chị nhà mình nếu mà làm một cái nhà vườn á thì trồng thêm một số cây ăn trái nữa rất là đẹp luôn. Ở phía sau đang trồng chuối, chuối con nha anh chị, chuối con. Đây em Trực đứng góc này, đứng góc này thì có hệ thống nước tưới tiêu này anh chị ạ. Ở cái góc này á thì anh chị nhưng mà sẽ thấy nè, cái hàng móng á thì cái hàng đá trẻ ở trên đá táp lô, phía trên là trên này á, là hàng lưới B40 trụ bê tông cao 2 m, kéo chạy dài hết cái chiều dài của lô đất mình là 80 m luôn. Rồi ở phía sau luôn đấy, trồng được cây ăn trái thì chứng tỏ thổ nhưỡng ở đây đó rất là tốt anh chị. Cái me nè, đó là phân để phân bón mình mua cái cây này
đây cái cốc này, đây cái nước, nước giếng này dùng để tưới tiêu này anh chị. Đó là cái bưởi nè, cái bưởi phía bên cạnh là nhà hàng xóm. Ở trước căn nhà mình cái hai cây rất là lớn luôn, hai cây rất là lớn luôn đó, tán rất là to. Thì ở đây tuổi đời chắc không phải là trên 5 năm rồi. Đây lấy mơ này, đó lấy mơ đây. Đây, đây là một phần của căn nhà này. Đây. Đổ bê tông. Xe ô tô thì đậu thoải mái luôn anh chị, xe tải là xe ô tô 7 chỗ, 16 chỗ đậu vẫn được nha. Đây có một cái máy chịu nắng chịu mưa này, đó. Đây bên trong căn nhà. Ở chỗ này là hai nhà vệ sinh nè. Đây bên cạnh chính là cái bồn chứa nước nè. Đó. Đây em trực đi sơ qua cái căn nhà ở phía trong này. Đây nhà cũ rồi. Đó. Đây anh chị, đây. Trước đây là căn nhà gỗ nha anh chị ha, căn nhà gỗ rồi chị chủ mới mới decor lại đây. Ở một phòng thôi. Đó như anh chị mình thấy này. Căn nhà gỗ. Tường mái ngói vẫn còn cũ nha anh chị. Nhưng mà rất là chắc luôn. Hàng sử dụng rất là lâu. Đây phía dưới đây là bếp này. Đấy. Thì anh chị nhà mình mà mua về á thì phải decor lại, sửa lại dựa trên cái dàn, cái bộ khung của căn nhà gỗ này thì trực sự rất là đẹp luôn. Điện nước đầy đủ, wifi mình tới nơi nha anh chị. Đây em trực sẽ đi ra phía sau. Phía sau đây, phía sau hiện tại đang trồng chuối nè, mấy cái chuối con này đó, chuối con, ổi, dừa, các cái xoài này. Đây là ở phía sau đó, ranh giới là chạy tới cái bờ kia luôn anh chị á, bờ như chị thấy này, đấy đó, bờ phía sau luôn. Là phía sau nữa hậu là 31,5 mét nha anh chị. Bên cạnh là ngôi chùa, là chùa người dân họ tự phát đó, nên là có nhà ở nè anh chị thấy không, lạnh nè. Đấy em trực đã hỏi que rồi nên anh chị yên tâm. Ở đây ở khu vực ở phía sau này anh chị là rất là yên ắng luôn, làm một cái nhà vườn mình nghỉ dưỡng như thế này á, phù hợp cho anh chị này mà lớn tuổi á, thích yên tĩnh ở khu vực này. Đây là phía sau đây, tại vì với tầm tài chính này thì em nghĩ anh chị chắc chắn thì có ô tô rồi đó, mình đi ô tô ra đây thì tầm khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đây là cái góc nhìn em được nhìn từ ở phía sau lên phía trước nè. Đó như anh chị thấy cái căn nhà gỗ của mình á, cái hàng ngói á, nhìn rất là cũ nè, nhưng mà được cái rất là chắc anh chị, nhưng mình cũng biết rất là giản dị luôn. Đây anh chị góc để ý là âm tiếng âm thanh á là hầu như là không nghe, chỉ nghe tiếng chim hót thôi. Về giá bán cho căn nhà này á, thì như em được nói là 3,5 triệu một mét vuông, tương đương là 6 tỷ để trừ quy hoạch, sổ đã đầy đủ, hướng nhà là hướng tây nam, phù hợp cho anh chị nhà mình làm kho bãi nhà xưởng hoặc là một cái nhà vườn nghỉ dưỡng tại vị trí này. Về giá 3,5 triệu thì em trực tìm hiểu á, thì đâu đó chỉ bằng đất giá đất của tại Khánh Vĩnh mặt tiền đường thôi anh chị, khu trung tâm á, đôi khi còn rẻ hơn nữa. Đây ngôi chùa đây, sổ ra đổ nha anh chị. Thì quý cô chú anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem căn nhà này thì liên hệ em trực, số điện thoại em là 0843218679. Em trực sẽ gửi toàn bộ thông tin qua Zalo, Viber hoặc là Messenger trên Facebook nha anh chị ha. Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở một video tiếp theo nha.